Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nhà đất Kiên Giang Hiện tại mình đang có mặt tại khu dân cư Thái Bình Minh Châu thuộc phường Vĩnh Quang, thành phố Lạch Giá Và ngay phía trên các bạn chính là vị trí của cổng chào khu dân cư Thái Bình Minh Châu Và phía trước cổng chào chính là con đường Nguyễn Thái Bình Và vị trí của mình đang đứng chính là vị trí của con đường số 2 Một trong những trục đường chính của khu dân cư Thái Bình Minh Châu Và tại đây chúng ta sẽ có một lô đất nằm gần vị trí cổng chào đó chính là lô TB11 và nền đất mà mình muốn giới thiệu trong video clip này chính là nền đất có số thứ tự là số 7 một con số rất là may mắn và được rất là nhiều người chọn lựa và đây chính là vị trí của nền đất hiện tại thì chủ đất chưa có cắm mốc cho nên chúng ta sẽ tạm lấy một cái vị trí hai gốc cây này bằng gốc cây ở bên trái và một cái bụi bông ở bên phải để làm ranh giới các bạn cứ đo ngang 5m và dài 33m là chúng ta sẽ đến được vị trí của nền đất và tổng diện tích thực tế của nền đất sẽ là 165 m 26 mét vuông loại đất là đất ở tại đô thị lợi thế của nền đất nằm ở lô TB11 đó chính là chúng ta sẽ có một phần vỉa hè với độ rộng lên đến 10m như các bạn đã thấy ở phần gần cổng chào nè vỉa hè dài và rộng mười mét thì các bạn có thể đậu được xe ô tô rất là thoải mái luôn và vị trí của nền đất tọa lạc trên mặt tiền của con đường số 2. một con đường rộng rãi độ rộng mặt đường lên đến bảy mét rưỡi xe ô tô vi vu và hướng chính của nền đất là hướng tây nam và nền đất sẽ được xây dựng theo thiết kế mà bên ban quản lý khu dân cư họ đưa ra mẫu thiết kế nó sẽ giống như một cái mẫu căn nhà như thế này các bạn đây là cái mẫu nhà mà họ xây theo thiết kế nè một trệt một lầu khu dân cư dương minh châu là một khu dân cư non trẻ đang trên đà xây dựng và phát triển cho nên giá đất ở đây cũng còn khá là hấp dẫn nếu các bạn có điều kiện thì có thể mua đầu tư hoặc là mua để xây dựng trong tương lai sẽ rất là hợp lý và hiện tại chủ đất đang chào bán lên đất này với mức giá là 2 tỷ đồng chẳng có thương lượng và đồng thời hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho những bạn nào có nhu cầu vay vốn số điện thoại liên hệ mình có ghi bên trong video clip các bạn nào quan tâm thì hãy nhấc máy lên và gọi ngay nhé video clip của mình đến đây xin được kết thúc xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo